được không? Các bạn có thấy nguyên một chuỗi không? Nếu ai leo lên mà không có hạch thì bất thường. Nó lớn thì dữ dằn lắm nè, không có hề bệnh luôn ha. Rồi, như vậy mình sẽ quay trở lại khảo sát cái nang của bạn này. Nang này là nang gì? Là có